chào tất cả các chị em. Mai Phương lại tiếp tục đem đến một cái mẫu váy công sở cho mọi người đây. Rất là đẹp luôn và rất là kiểu thời thượng luôn á. Phải dùng từ thời thượng để nói đến cái mẫu váy này. Đây mọi người nhìn này. Đó. Nhìn nó đã thấy kiểu thời thượng cao cấp. Nhìn bọn mình phải kiểu lên nhìn sang hơn, phải ít nhất là phải gấp đôi bình thường rồi đấy. Đây mọi người thấy không ạ? Đó, áo thì được làm bằng hai họa tiết khác nhau. Bên này thì là màu đen này, đen trơn. Bên này thì là họa tiết chữ nha. Đây. Chất liệu là lụa tổng hợp nhá. Lụa tổng hợp và mặc rất là mát, rất là thích luôn. Không phải dùng từ lụa tổng hợp nữa, phải dùng từ lụa cao cấp mọi người ạ. Bởi vì mặc nó rất là nhẹ và mát. Đó. Ở đây thì có bốn cái cúc này, mọi người thấy không ạ? Có một hàng cúc này. Ở đây thì được tặng thêm một cái beo nữa. Mọi người có thể buộc vào hoặc là thả ra tùy theo ý thích của chúng ta. Size thì có đủ size S, M, L và XL. Dành cho những ai tầm từ 65kg đổ xuống là có thể mặc được này. Đây, cho mọi người nhìn rõ hơn họa tiết nha. Bên này này, họa tiết chữ nhá. Tay là tay sắn gấu này. Rất là tôn vòng 3 luôn. Ở đằng sau thì cũng được chia làm hai mảng họa tiết luôn. Đây. Khi mà chia làm hai mảng họa tiết như thế này thì sẽ giúp cho chúng ta nhìn người chúng ta mi nhon hơn. Nhìn chúng ta phải gầy được từ 2 đến 5kg luôn á. Đó. Mọi người cũng có thể là mặc theo dáng suông, giống như cái váy mà Phương đang cầm trên tay này cũng được, hoặc mọi người cũng có thể là thắt beo. Nói chung là được tặng beo nên là tùy ý của mọi người thôi. Chiếc váy này thì mọi người có thể là mặc được đi làm. Đi làm rất là kín đáo này. Cổ thì là dạng cổ chữ V. Nhìn cổ chúng ta sẽ cao hơn này. Và phần chân váy thì là dài qua đầu gối, nên là rất là dễ mặc trong nhiều trường hợp khác nhau. Mà được đi làm, và đặc biệt là nếu mà ai mà làm công việc như kiểu giáo viên này, hay là những công việc mà cần phải ăn mặc lịch sự, thì đây là một cái chiếc váy rất là phù hợp nhé. Mọi người có thể là thắt eo này như thế theo chữ nơ, hoặc là thắt theo kiểu đây, sẽ chỉ mọi người một cách thắt nơ khác đơn giản hơn. Là thắt nút thôi. Đó, cũng rất là xinh này. Khi mà mặc set này thì mọi người hoàn toàn có thể là phối với giày cao gót nhá, hoặc là cũng có thể là phối với những cái đôi guốc thấp thấp giống như Phương này, cũng rất là xinh rồi, bởi vì nó là dán qua đầu gối nên là nhìn chúng ta đã cao hơn rồi ấy, nên mọi người không cần phải quá cầu kỳ trong việc dọn guốc nữa. Đặc biệt là màu sắc của nó thì cũng là một những cái màu sắc rất là nhã nhặn, chi tiết cũng nhã nhặn, nên là chúng ta phối đồ cũng rất là dễ dàng.